phải hướng dẫn em cách dùng giữa ớt với cả cái xương nữa. Ừ. Ru ớt thì em uống cũng giống như anh chị em ở đây. Tại vì trường hợp vừa rồi á, ở Nha Trang á, có một cái trường hợp rất là đặc biệt. Tức là cái em này nó bị suy thận độ 3 rồi đó. Rồi nó bị suy tim luôn. Rồi là khi mà nó nằm cấp cứu đưa về nhà. Về nhà thì bác sĩ nói là nó tiêu rồi. Nó tiêu rồi. Thành ra là tất cả mọi người đến đi viếng thăm nó. Thì khi viếng thăm nó thì lúc nó nằm trên giường thì tôi có cái cô mà bệnh nhân ở Nha Trang ấy, cô lại mua hai cái chai rượu ớt của tôi. Cái cô đến, cái cô nó cầm theo chai rượu ớt đó. Cái cô mới nói với gia đình nó bây giờ thằng này nó cũng chết rồi. Bây giờ lại thăm nó cũng chết rồi. Thôi cho nó uống rượu ớt. Rồi nó có chết cũng không sao. Thấy không? Thế thì bà này bà gia đình cũng đồng ý, nói bây giờ còn cái đường nào nữa. Thấy không? Thế thì nó nằm mê man vậy đó. Thì bà này bà lấy nước nóng á, bà đã làm gì có là ăn và ua được đó. Bà đổ nước nóng, bà khuấy rồi bà rót vô miệng, cứ cài miệng lên cho nó uống. Nó uống xong hết cái phần ly đó mà bà bỏ vô. Tôi hỏi mấy muỗng, bà nó bỏ 3 muỗng. Tôi nói bà giết ta luôn hả? Nhưng mà sau khi mà rót vô 3 muỗng xong á thì bà đi về, thì thằng này nó cũng nằm im thinh thích, không có nói gì, mà mọi người cứ chờ nó chết để là chôn tẩn liệm thôi. Ai về đâu, nó ngủ một đêm tới sáng tới dậy nó hỏi, ủa tôi đang ở đâu vậy? Bị trước đó đưa vô bệnh viện, giờ nó về á. Cái nhà nói, ủa tại sao mà mày sống lại rồi hả? Chứ nó nói, ủa tôi làm gì tôi chết? Ngủ chết ngon quá mà thức dậy đi tới luôn. Thế thì người nhà mới chạy qua nói với bà này là qua làm sao này cho lấy được cái chai rượu ớt. Thế rồi bà mới lấy cái chai rượu ớt lên, bà cho uống. Bữa nay là nó đi đứng rồi, thận thiết rồi, tất cả tốt hết rồi. Do đó là khi dùng rượu ớt á, hay đến cuối cùng bà phải đi từ ở Nha Trang vô trong tôi để lấy cho được 10 cái chai rượu mà phải chính bà lấy ngay chỗ tôi đó. Chứ bà sợ là gửi tới gửi lui mấy người đồ làm đồ giả nữa. Thấy không? Để bà đem về Nha Trang. Mà sắp tới bà còn lấy một đống nữa bà gửi qua bên Mỹ nữa. Do đó cái rượu này nó lạ lùng lắm, nó sẽ giúp cho chị rất là nhiều. Cái chườm đá thì là đơn giản thôi, mình chườm ở gan dưới cái thận, rồi cổ, nếu ở gan thận cổ thì mình chia làm hai lần. Ví dụ như ban ngày thì mình chườm ở gan dưới cái thận thôi, tại vì mình mua cái đai á, mình quấn lại để mình đi lại rồi mình nấu nướng rồi mình làm việc nhà thì mình chườm cái đó. Còn tối mình ngủ thì mình chồm tay dưới cổ. Còn tôi dặn cái rượu ớt là chị dùng bao giờ cũng vậy, đừng có bao giờ dùng không, mà chị dùng dưới cái hôm nay uống rượu ớt chưa? Dạ, uống được bao lâu à? Em vừa uống pha với là nước ấm nhá. Nhưng mà pha sữa chua đi. À dạ. Vẫn ăn được sữa chua. Vẫn ăn được sữa chua thì pha sữa chua. Vâng. Đừng có dùng nước ấm không. Dạ, vâng. Tại vì nó khi nó kết hợp với sữa chua nó còn tạo ra một cái chất nữa để nó làm cho bền cái thành mạch ở trong dạ dày mình đó. Thì khi chị uống cái đó là chị uống hổm đài, chị uống là một muỗng đúng không? Mà thấy có biến diễn gì trong bao tử có khó chịu gì không? Tăng lên 2 muỗng. Bắt đầu bây giờ tăng 2 muỗng, tại vì sau khi ổn định xong thì tăng 2 muỗng và uống đều như vậy. Một ngày 4 thìa đúng không? 2 lần đúng không? Hai thìa đó. 2 thìa một lần. Một lần 2 thìa. Vâng, một ngày 2 lần. Một 2 lần là mình được uống thìa. Vâng. Thì bây giờ bắt đầu uống vậy đi. Thì sau đó là khoảng độ chắc lại phải gần tháng mấy nữa, khi mà cái rượu trái nhàu mà tôi ra rồi đó. Dạ, vâng. Thì chị sẽ uống thêm nó để nó củng cố lại cái thận lại luôn. À dạ. Nha. Thầy ơi, cho em hỏi là em bị mất ngủ thì bây giờ thì đó, thì mất ngủ là uống cái rượu ớt đó tăng liều lên với chườm đá nóng dùng gan với cổ, nó sẽ làm cho ngủ được. À dạ. Dạ, vâng. Còn nếu như á mà chưa thấy mà ngủ được nữa. Vâng. Tôi dặn cái điều này ha. Dạ, vâng. Tức là buổi trưa với buổi chiều uống rượu ớt ha. Vâng. Nhưng bây giờ là tối là mình rót thêm 2 ly rượu ớt mà cái bụng mình tốt rồi ha, pha với một cốc nước ấm vậy nè. Vâng. Uống vào là ngủ mê mệt luôn. À dạ. Ừ. Dạ. Nha. Vâng. Là được chưa? Dạ, vâng. Rồi thôi xin dạ, cảm ơn. Một ngày 6 thìa tiểu ớt đúng không? Đúng rồi. Dạ, vâng. Được rồi. Dạ, vâng. Uống cho ngủ mà. Rồi dạ, ok. Cảm ơn thầy ạ. Rồi, được rồi. Rồi, có ai còn thắc mắc không?